Nhưng mà sao luôn cây được vào buổi tối nha. Không xa, nhưng mà đã không được ạ. Có cây cảnh này, cây cột đi lại thế này, những cái ánh đèn ngoài đường nhìn đẹp lắm. Đó. Mọi người có để ý đến cho cái bài chị sơn mê đúng không? Cái bài chị này thì đem đến cho mọi người có thể ngắm nhìn tất cả các cái cây cảnh ở trên kệ này. Trong cái video ngày hôm nay em sẽ điểm cho mọi người một cái tip mà chăm sóc một số loại cây cảnh phong thủy nha mọi người. Đây cái cây đầu tiên là cây này em giới thiệu mọi người rất là nhiều rồi, hoa màu trắng, cây lan đình trắng hay còn gọi là cây bạch môn, cây thân thảo với những cái cuống lá dài này, chiều cao của cây có thể dao động từ khoảng là 30 cho đến 50 cm nhá, tùy thuộc vào cái cách mà mọi người chăm sóc thôi. Cây này đang lên cực kỳ tốt với những cái mầm lá non ra nhiều lắm mọi người ơi, hoa của nó đang chồi lên nhiều lắm, sắp nở rồi mọi người ạ. Hoa của nó có màu trắng rồi và có đằng sau nó có thể có màu xanh nữa mọi người ơi. Cái này còn có cả cái cây lan đình ghép, hoa ghép mọi người, hoa của nó cái phần hoa trắng này nó sẽ tỏa ra làm hai cánh đẹp lắm ạ. Cái cách chăm sóc của cái cây này về ánh sáng ấy, thì cây này cũng khá là ưa sáng mọi người. Mọi người mà trồng ở trong nhà thì mọi người nên để ở những nơi có ánh sáng vừa phải, cũng không nên để ngoài nắng gắt quá đâu, thì nên để cái cây này ở ngoài ánh sáng để có cây có thể hấp thụ và quang hợp này. Và cây này là một loại cây khá là ưa nước nha mọi người, mặc dù là mọi người trồng thủy sinh hay là trồng đất thì cây này đều ưa chuộng được tưới nước thường xuyên. Mọi người nên tưới nước cho cây này hàng ngày, nên tưới thường xuyên hàng ngày, đặc biệt là vào các buổi sáng sớm hoặc là có thể để tưới vào các buổi tối. Mọi người có thể tưới cây này hấp thụ khá là nước khá là tốt và thì cây nó mới có thể phát triển được như thế này đấy mọi người. Cái cây này đây là đang ở dạng trồng đất, ngoài ra là còn có thể trồng ở dạng thủy sinh. Trồng thủy sinh thì chăm sóc khá là đơn giản hơn một chút, đó là mọi người chỉ cần thường xuyên đổ nước vào trong cây thôi để cho cây có thể hấp thụ. Mọi người đổ nước cho ngập rễ cây để cây phát triển tốt. Cây này hút nước khá là nhiều đấy mọi người. Mọi người chăm sóc cây này thì nên để ý, nếu mà cái cây này nó bị lá nó gũ xuống ấy thì mọi người để vào trong những cái nơi, ví dụ như ở các cái trong nhà tắm hoặc là trong những cái nơi có độ ẩm ướt một chút, để đó qua đêm, thì mọi người qua đêm xong rồi đẫm nước cho cây thì ngày hôm sau thì cây nó sẽ cái lá của nó sẽ lại trở nên tươi tốt như thế này. Mọi người cũng nên thường xuyên lau lá của loại cây này nha, bởi vì bụi bẩn khá là nhiều nên là cây sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình quang hợp của cây, sẽ khiến cho cây phát triển kém và lá của nó sẽ không tươi tốt được. Mọi người nên lau lá cho cây. Cây tiếp theo là cây cây phát lộc là một cái cây từ xa xưa nay thì đã được mọi người ưa thích với cái tên của nó, phát tài phát lộc, đem đến tiền tài phú quý. Thì cái cây này là một cái cây được trồng trong một cái chậu nhỏ như thế này. Tuy nhiên ý, về cái cách chăm sóc của cây này cực kỳ là đơn giản luôn. Cây này hầu như mọi người không cần phải tưới nước quá nhiều, mọi người tưới nước cho cây khoảng là 2 ngày một lần thôi, đủ ẩm cho đất là được rồi. Còn về cái phần lá thì mọi người nếu mà lá bị càng úa hay là bị thối thì mọi người nên cắt tỉa, tránh nên ra thì xuống thân cây sẽ khó phát triển và dẫn đến tình trạng cây bị chết. Hơn và ngoài ra thậm chí nó có thể điểm thêm nhiều các cái đốm xanh hơn là những cái chiếc lá non thường, thì nó sẽ có một vài điểm lá xanh hơn. Cây vạn lộc hồng này, màu hồng tượng trưng cho tiền tài may mắn này,
với những cái người mệnh hỏa, những người trồng mệnh hỏa mà trồng cây này sẽ giúp kìm nén được những cái sự bốc đồng hay là sự bốc đồng về sự ngang ngược của bản thân, nó sẽ giúp mình điềm tĩnh lại và đem đến cho mọi người cảm giác thoải mái khi nhìn thấy nó hơn. Đó, những người trồng mệnh hỏa cực kỳ thích trồng cây này và tiếp chăm sóc của cây này cũng hơn. Cây này thì cây này là một cây khá là ưa ẩm ướt nha. Cái đất trồng của là cây này thì mọi người nên lựa chọn cái đất trồng mà có độ ẩm thấp nước tốt, ví dụ như mọi người trồng cái loại đất trộn với lại các cái chấu hoặc là mùn sơ dừa để cây có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng tốt và cái quá trình thoát nước của cây sẽ tốt hơn nếu mà trồng các cái loại đất trộn như thế. Đây, cây này đang ra phát triển rất là tốt nè, non đang đang mơn mởn cho mọi người, hoa của nó này. Đó, mọi người có thể trồng một cách như cái tip em vừa hướng dẫn. Cây này mọi người thường xuyên tưới nước tầm một ngày một lần. Đó, như cái cây lan như vừa rồi. Nào còn nếu mà các bác nào lười ấy thì mọi người có thể đây trồng cây này. Cây tuyết tùng. Tiếp tục với những cái lá điểm xuyết với các lá có thêm màu sắc trắng của nó nổi bật. Cái này trồng trong chậu xứ đẹp lắm mọi người. Còn là Noel này thêm những cái bức trang trí này cực kỳ đẹp. Tiếp tục với mọi người. Trắng đẹp lắm. Cái này chăm sóc dễ lắm. Nó là một cây chịu hạn được. Cái này chịu hạn khá tốt và được trồng trong cái đất trộn với chấu, trồn cho đất trộn chấu như thế này. Bên này tưới nước thì hầu như là không mấy phải tưới nước. Đó là một dòng cây thì mọi người biết là tuyết, cái loại cây tùng ấy thường mọi người biết là nó chịu được hạn khá tốt đúng không? Thì cái cây này cũng thế, mọi người tưới nước tầm một tuần hai lần thôi là đủ rồi, cây vẫn có thể phát triển tốt được và thân của nó khá là cứng cáp nên mọi người không lo bị nấu hay làm sao đâu. Nhưng mà về cái phần ánh sáng ấy thì mọi người nên tránh để các cái ánh nắng gay gắt quá nhá. Về cây trong nhà là được, cây trong nhà thì cây vẫn có thể phát triển tốt được. Về ngoài ánh nắng gay gắt quá thì tình trạng cây cháy lá rất là dễ bị xảy ra và khiến cho cây bị dễ tàn, lá sẽ đổ rất là nhiều ấy. Chậu kim ngân to lắm, chậu kim ngân thủy canh đã là cái giống thủy canh như mọi người biết là dễ trồng không? Kim ngân ba thân tượng trưng cho phúc lộc thọ, lá đang tươi tốt mơn mởn, được điểm xếp bởi những cái cây may mắn nhỏ bên dưới để trồng trang trí cho cây đẹp lắm. Cây này thì mọi người nên thay nước thường xuyên hoặc một tuần một lần và nên đổ nước vừa đủ để cây có thể hấp thụ cây tốt nhất. Trồng thủy sinh đơn giản hơn về cách trồng đất nhưng mà về phần ánh sáng mọi người nên chú ý để cây có thể đủ ánh sáng, lau lá thường xuyên để cây quang hợp, lau lá về cái bụi bẩn ấy để cây giúp cho cái cây này nó có thể hấp thụ các cái khí độc hại trong gia đình mình để nó cung cấp cho mình một cái lượng oxy vừa đủ cho cái không gian gia đình mình trở nên thoáng đãng dễ chịu hơn. Đó, hầu như các cái cây văn phòng như thế này thì về cái cách chăm sóc khá là đơn giản và cực kỳ dễ, và cái phần đất trồng hay là nước tưới của nó thì chỉ cần là một cái điểm lưu ý nhẹ, một cái tip nhỏ giúp cho mọi người trồng cây có thể giúp cho cây phát triển lâu và tốt hơn. Đó, một số cây khác cũng thế, như là cây kim tiền tưới hổ thì cũng mọi người biết đúng không? Còn những cái cây này thì thường là sẽ ít tưới nước hơn bởi vì thân của nó là nên là trồng tưới nước ít hơn, thì là cây thân thảo kia trồng nó dễ hơn, tưới nước ít hơn. Và trồng thủy sinh thì càng dễ, đối với các loại trồng thủy sinh thì cực kỳ dễ, nước tưới thì ngừng thường xuyên thay này, tránh tình trạng để mọc rêu bẩn hay là bị có một cái chất bẩn trong cây, trong cái đất, trong cái nước ấy, làm cho ảnh hưởng đến tình trạng phát triển cây này. Trồng dễ hơn, có thể nói đến là cái cây như là cây trầu bà. Các cái cây trầu bà thì cực kỳ là dễ trồng, nhưng mà tưới nước cũng khá là kỳ
bởi vì cây này ưa nước, mọi người cây này khá là ưa nước nha. Nhưng mà một khi đã tưới nước cho nó đủ tốt nha, cái thân của nó nên khá là nhiều, nó đang xanh non mơn mởn. Mọi người nhìn cũng tưởng đây là những cái chiếc màu lá non của nó không, nhưng mà thực chất đây là cái loài trầu bạc vàng mọi người. Ngoài ra còn có các cái trộn trầu bạc xanh. Đấy. Trầu bạc thì nó có rất nhiều loài, trầu bạc sữa cũng có. Đó. Trầu bạc sữa cũng có mọi người ạ. Đấy, một số đây là một số tip mà em đã giới thiệu đến mọi người để chăm sóc cây trong gia đình mình. Có thể giúp ích cho mọi người là nếu mà mọi người thích thì hãy qua ngay đi shop em hoặc là gọi điện trực tiếp tại số điện thoại mà em để ở góc trái màn hình này để em có thể tư vấn cho mọi người một số cái cây mà mọi người mua giúp em. Ngoài ra mọi người mua theo một số cái cây nhưng mà combo 3 cây trở lên thì mọi người sẽ được rất là nhiều các phần quà ưu đãi đó. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ ngay nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.